thông tin liên quan đến phiên xét xử một loạt bị cáo là các cựu tư lệnh cảnh sát biển bảo kê cho chùm buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu Phan Thanh Hữu. Trước lúc tòa tuyên án, các bị cáo đều đã nói ra những lời sau cùng, bày tỏ sự ân hận và mong nhận được sự khoan hồng. Ngày 29 tháng 12, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tiến hành đối đáp lại với phần tranh luận của các luật sư, bị cáo, hội đồng xét xử, tòa phúc thẩm đã cho hai cựu tướng cảnh sát biển cùng bảy bị cáo trong vụ án nhận hối lộ bảo kê cho chùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu nói lời sau cùng. Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh, cựu phó cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng, quân đội, lực lượng biên phòng vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi các cơ quan điều tra, truy tố của quân đội vì có lúc không nhận thức được hành vi của mình và xin lỗi mẹ, các con vì đã gây đau khổ cho gia đình. Bị cáo Thế Anh trình bày đã rất thành khẩn và những gì sai có sự thật đã nhận hết, do đó mong tòa xem xét. Bị cáo Thế Anh nêu, mẹ bị cáo đã yếu, trong khi bị cáo đã ly hôn vợ, hai con còn nhỏ, bản thân là trụ cột của gia đình, nên mong hội đồng xét xử cho bị cáo sớm được trở về phụng dưỡng mẹ, nuôi dạy con trở thành người có ích, tốt cho xã hội. Tiếp theo, khi được nói lời sau cùng sau đó, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu tư lệnh vùng 4 cảnh sát biển, bày tỏ nhận thức sâu sắc những tội lỗi, hành vi gây ra và vô cùng ân hận sự ân hận đó tột cùng và chẳng bao giờ xóa được. Ông Minh trình bày, bản thân sinh ra trong gia đình cách mạng, công tác trong quân ngũ, phấn đấu trưởng thành hơn 40 năm lên quân hàm thiếu tướng. Không ngờ cuối đời lại vướng vào vòng lao lý, xuống dưới tột cùng, đáy của đời sống xã hội. Ông Minh cho rằng, sau so thẩm tuyên án 15 năm tù đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhưng quá nặng nề. Bị cáo cũng cho hay, sức khỏe ngày càng giảm, nhiều bệnh tật, gia đình khó khăn nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình. Còn cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh vùng 3 cảnh sát biển, trong lời nói sau cùng cũng bày tỏ vô cùng ân hận vì những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ông Thanh mong hội đồng xét xử xem xét trường hợp của mình để tạo điều kiện cho sớm được trở về với gia đình, xã hội, phấn đấu làm công dân tốt trong những ngày còn lại của mình. Cũng trong phần nói lời sau cùng sau đó, một số bị cáo đã khóc, bày tỏ sự ân hận, xin lỗi và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Đến chiều 29 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa Phúc Thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án đối với hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng bảy bị cáo kháng cáo trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ, bảo kê cho chùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu. Trong đó, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh, 22 năm tù, bị cáo Lê Văn Minh, 15 năm tù và bị cáo Lê Xuân Thanh, 12 năm tù và các bị cáo khác nhiều năm tù. Như vậy, với vụ bảo kê cho đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, gần chục cựu tư lệnh cấp cao của cảnh sát biển đã nhận ra lỗi lầm của mình và phải trả giá bằng nhiều năm tù. Từ những người mặc áo quân phục, nay lại trở thành tội phạm mặc áo số ăn cơm tù. Đây chính là lời gian đe đủ sức mạnh cho tất cả những cán bộ làm nhiệm vụ quản lý. Mọi hành vi sai phạm hoặc tiếp tay cho tội phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.